Xin mời vận động viên Đỗ Thị Phương Anh đơn vị Quốc Oai. Xa xôi ta về đây sum họp một nhà, nhà Việt Nam ông cha ta xây bao ngàn năm dòng giống dòng tiên, lạc long quân Âu Cơ anh hùng áo nâu Quang Trung đã đứng danh dừng bước giặc thù, giữ gìn núi sông thân yêu đã một lần thống nhất Việt Nam. Ôi quê hương ta, quê hương Việt Nam kiêu hùng, ơi nhân dân ta, nhân dân Việt Nam anh hùng, một lòng chí trai nam nhi, hào hùng nữ nhi oai nghi, rèn luyện võ công oai danh, đó chính là võ cổ truyền, cổ truyền Việt Nam. Từ năm châu muôn phương đến